Đấy, mùi chế. Mà trắng chế làm gì? Thành niên hồi. Mùi chế dọa nó múng cánh lại anh em ạ. Bọn này nó phải ra coi ạ. Chứ nó làm mồi thì nó đỡ. Ngoài ấy, chứ còn treo đờ, được. Tôi đi tìm chỗ nào mà ngồi mà đánh chứ. Giữa đường bê tông từ từ. Nhổ mẹ cái lồng cánh gì được. Kệ mẹ nó dễ nhận. Mà tưởng là nhổ mà dễ à. Ngày xưa cứ đi. Đấy, thử thử chim ở giữa đường bê tông này. 3-4 con. Ông không hâm nào như mới cái đội này. Như giờ thì thịt mẹ phải đi nát chiêu. Đi thì nhiều lắm nhưng mà nó chả đấu. Nếu mà để con này là trước đúng không? Nuôi là bị hỏng lông ấy đúng không? Đợt bị hỏng lông một mùa rồi đúng không? Đây con này này. Con này là trước con mùi già của anh bẫy được này, hơn nào 3 năm rồi đúng không? Con này lâu phết. 3 năm từ thời đầu, từ thời con mùi già nó bẫy. Ôi, ông ơi chim của cháu. Đâu con này này. Giọng hay rồi, giọng hay á. Không hốt. À. Thôi đi. Nào đi ra kia để thử. Anh không có em, giờ là em lại đang ở bụi chuối rồi đấy. Ôi anh em ạ. Cuối vụ rồi cũng là má trắng này. Trắng cuối vụ, à còn có khác nữa. Chỗ này có một đàn. À con này là con chắc má lỡ rồi anh em ạ. À má đỏ rồi. Đây má đỏ rồi. Bóng bộ khá là đều. Lúc nãy là má trắng. À. Gấu này. Nú rồi hay sao anh em ạ? Đợi xem có xuống không nào. Đây nó lên trên đây này. Một đàn nhiều lắm anh em ạ, nhưng mà nó không tách xuống. Ý ơi. Quay lại má trắng này anh em ơi. Con chim già này chưa thấy đâu. À trên kia mấy con nữa. Bay đi à. Má trắng.
con chim già nó không thấy sang đấy anh em ạ, nó đang hót vào ngoài đấy, mùi chế mà trắng chế làm gì. Thanh niên hoi mồi chế dọa nó múng cánh lại anh em ạ. Thanh niên chíp hôi. Dưới này ăn hàng này này anh em này. Nghẻ rồi anh em ạ. Anh quanh à. Phi. Ở đây rồi. Đây là bên này là con má lỡ này anh em này. Má lỡ này không ra đấu. Con má trắng này nó này. Chúng này một đôi má nơ trắng nữa đến này. Nghe nghe không? Ôi ôi, đang tìm đường xuống à? À, hai con liền. Ôi, con này yếm đẹp này. Ôi, con này yếm đẹp không? Đây, quả yếm chết à? Con đấy sẽ lừ lừ nhảy trước anh em ạ. Đây, đây. Thôi xong rồi. Thôi, mình ra mình gỡ nha. Đây, 3 con liền này. 4 con này anh em này. Một đàn. Cho mình nhìn nha mày. Sợ. 4 con luôn. Ôi ra rồi sao ấy? À chưa chưa. Đây, 4 con đang xếp hàng ngáo ngác này. Rồi anh em đợi mình nhá. Đây là hình ảnh cận cảnh chú chim má trắng mình thu phục được này anh em này. Con này quả yếm thì quá chất luôn. Này mới bé tí mà. Khẩu yếm này đen này. Sâu. Mà rộng nữa anh em ạ. Cũng khá là dữ đấy. Nhưng mà con này nó không có gì là, chưa có gì là biết cả anh em ạ. Mình cho lại nó bay lại anh em nhé. Kìa, chính là cái cây mình thu phục nó. Con này cái màu thì hơi xấu anh em ạ. Thôi về đi cưng, về đấy. Ấy 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 ấy.
Rồi, mình xin tạm dừng clip ở đây và hẹn anh em clip sau. Buổi trưa có cảm giác lang thang gỡ bổi như thế là được rồi anh em ạ.